Vào rạng sáng nay, Man City đã ra sân tại Champions League đối đầu với Young Boys. Chiến thắng nhẹ nhàng với tỷ số 3-0 không chỉ sớm giành vé vào vòng knockout mà còn xô đổ rất nhiều kỷ lục khác. Cụ thể với chiến thắng này, Man City trở thành đội bóng Anh đầu tiên có 18 trận bất bại liên tiếp tại Cúp châu Âu. Ngay cả Manchester United ở thời kỳ Hoàng Kim cũng chỉ có được chuỗi 16 trận bất bại, một thành tích vô cùng xuất sắc của thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola. Tất cả bắt đầu từ ngày 7 tháng 9 năm 2022 khi Man City giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Sevilla tại lượt trận thứ nhất vòng bảng UEFA Champions League mùa giải 2022-2023. Hơn một năm sau, chính xác là ngày hôm nay, mùng 8 tháng 11 năm 2023, Man City đã phá vỡ kỷ lục 17 trận bất bại tại Cúp châu Âu của West Ham. Đội bóng phía Tây thành London làm được điều đó trong giai đoạn từ tháng 8 năm 2022 cho đến tháng 10 năm 2023. Trong số 18 trận bất bại của The Citizen, đội chủ sân Etihad giành được 12 chiến thắng và 6 trận hòa, ghi tổng cộng 45 bàn thắng. Cầu thủ nổi bật nhất không ai khác ngoài siêu tiền đạo người Na Uy Erling Haaland, khi anh đóng góp 16 bàn thắng, chiếm tỷ lệ 35,6%. Giấc mơ vô địch Champions League mà các cổ động viên Man City ấp ủ từ rất lâu, nhất là kể từ khi huấn luyện viên Pep Guardiola lên nắm quyền đội bóng vào năm 2016. Nhưng mãi đến 7 năm sau, nó mới trở thành hiện thực với The Citizen khi họ có một mùa giải 2022-2023 cực kỳ xuất sắc khi giành được cú ăn ba thần thánh. Trong hành trình đi đến chiếc cúp tay vo năm đó, Man City đã đánh bại những đối thủ sừng sỏ của trời Âu như Bayern Munich hay đặc biệt là chân mệnh đế vương Real Madrid. Đối đầu với Inter Milan trong trận chung kết, bàn thắng duy nhất của Rodri đã giúp Man City có lần đầu tiên lên ngôi tại đấu trường danh giá nhất châu Âu. Vô địch là vui lắm rồi, thế nên chẳng một cổ động viên nào của Man City ngờ được sau khi giành chiếc cúp lịch sử ấy, họ sẽ tiếp tục duy trì chuỗi thành tích bất bại đến ngày hôm nay. Có thể nói bên cạnh fan của Messi thì những người hâm mộ Man City đang là những người hạnh phúc nhất trên thế giới khi đội bóng con cưng của mình luôn thể hiện phong độ thuyết phục trong những năm gần đây. Với việc Tottenham thất bại trước Chelsea tại trận đấu muộn vòng 11 Premier League, Man City đã chính thức lấy lại ngôi đầu bảng từ tay của gà trống. Họ đang trong hành trình hướng tới chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải năm nay. Và bạn nhớ gì không? Mặc dù Man City thua 2 trận liên tiếp tại giải quốc nội, nhưng họ vẫn được đánh giá là đội có khả năng vô địch cao nhất bởi Man City là đội bóng rất giỏi đua đường dài. Chẳng ai quên được mùa giải năm ngoái có thời điểm Man City bị Arsenal bỏ xa đến 8 điểm trên bảng xếp hạng. Nhưng rồi rốt cuộc đâu lại vào đấy, The Citizen vẫn cứ trở thành nhà vô địch với khoảng cách nhiều hơn 5 điểm so với pháo thủ thành London. Nếu tiếp tục vô địch trong mùa giải này, Man City sẽ trở thành câu lạc bộ đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League sở hữu 4 chức vô địch liên tiếp. Kỷ lục trước đó thuộc về gã hàng xóm Manchester United với 3 lần liên tiếp. Có thể nói định mệnh đã khiến Man City và Pep gặp nhau. Kế hoạch được ông thầy người Tây Ban Nha lập ra rõ ràng, những con người ưng ý nhất được ông mang về để phù hợp với chiến thuật của đội bóng. Man City đã vô địch Ngoại hạng Anh quá nhiều rồi. Cái mà ban lãnh đạo cần là chức vô địch Champions League thì vẫn chưa có được. Họ đã từng suýt làm được điều đó mùa giải 2020-2021. Thế nhưng Man City thất bại với tỷ số 1-0 trước Chelsea. Nhiều người nói rằng đó là mùa giải đỉnh cao nhất của Pep rồi. Nếu không vô địch thì chẳng bao giờ có thể làm được điều đó nữa. Điều đó có thể đúng bởi kể từ hai chiếc vô địch Champions League đỉnh cao vào năm 2009 và 2011 với Barcelona, Pep đã không thể lên ngôi vô địch bất kỳ một lần nào nữa. Các anti-fan chế giễu Pep gặp may không được dẫn dắt bởi lứa cầu thủ xuất sắc của Blaugrana với lối chơi tiki-taka vô cùng quyến rũ và hơn hết, Pep còn có được sự phục vụ của thiên tài người Argentina Lionel Messi. Quan điểm đó càng được củng cố khi trong mùa giải tiếp theo, Man City đã dừng bước ở bán kết khi thất thủ trước Real Madrid dù đã dẫn trước đối thủ trong phần lớn thời gian của trận đấu. Lại một lần nữa, The Citizen lại lỡ hẹn với chức vô địch. Yếu tố bản lĩnh được người ta nhắc đến là nguyên nhân cho thất bại này, bởi Man City đã rất hay trong phần lớn thời gian, nhưng một vài phút mất tập trung khiến họ nhận thất bại cay đắng trước đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Bước ngoặt đã xảy ra ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022 khi Man City chiêu mộ thành công Erling Haaland từ Dortmund với bản hợp đồng trị giá 60 triệu euro. Nhiều người tỏ ra hoài nghi về thương vụ này. Mặc dù Haaland ghi được rất nhiều bàn thắng tại Bundesliga, nhưng liệu anh có thích nghi được khi chuyển sang môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh như Ngoại hạng Anh hay không? Không phải là không có lý do để người ta nghĩ như vậy, bởi ai cũng thấy Jadon Sancho đã chật vật như thế nào để tìm lại chính mình ở Man United. Thế nhưng mọi nghi ngờ đã được xóa nhòa khi mùa giải đầu tiên tại Etihad của Haaland vô cùng bùng nổ. Anh ghi được 52 trong tổng số 151 bàn thắng mà Man City ghi được, chiếm 1/3, một con số vô cùng khủng khiếp với một tân binh. Và chức vô địch Champions League cuối cùng cũng đã đến, đó là thành quả vô cùng xứng đáng với những nỗ lực không ngừng nghỉ xuyên suốt những năm qua của các cầu thủ cũng như ban huấn luyện của nửa xanh thành Manchester. Có được nó rồi thì tất nhiên họ muốn duy trì và kéo dài nó chứ không an phận hưởng thụ. Bằng chứng là gần 250 triệu euro được tập đoàn Football City Group đầu tư vào mùa hè qua để Pep nâng cấp đội hình. Những Josko Vardiol, Jeremy Doku, Matheus Nunes, Mateo Kovacic được ông thầy người Tây Ban Nha mang về để hiện thực hóa tham vọng bảo vệ ngôi vương châu Âu của đội bóng.
Mùa giải năm ngoái, Man City khá phụ thuộc vào khả năng săn bàn của Haaland, nhưng ở mùa giải này thì không. Bằng chứng là hai trận đấu đầu tiên đối đầu với sao đỏ Belgrade và Leipzig, Haaland không đóng góp bất kỳ pha lập công nào, nhưng Man City vẫn giành trọn vẹn 6 điểm. Đây cũng là giai đoạn khó khăn của tiền đạo người Na Uy khi anh tịt ngòi 4 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ khi bắt đầu sự nghiệp của anh. Và như bạn cũng biết rồi đấy, Haaland chưa cần ghi bàn nhưng Man City vẫn đáng sợ và vẫn giành chiến thắng. Thì thử nghĩ xem, một con quái vật này thông nòng trở lại thì Man City là đội bóng như thế nào? 4 bàn thắng trong 2 lần đối đầu Young Boys đã đủ nói lên điều đó. Từ một gã tịt ngòi, Haaland vươn lên đứng thứ 2 trong danh sách vua phá lưới Champions League, kém một bàn so với người dẫn đầu là Alvaro Morata của Atlético Madrid. Đáng chú ý, bàn thắng thứ 3 vào lưới của Young Boys rạng sáng nay đã là bàn thắng thứ 20 của Man City tại đấu trường này. Họ là đội bóng thứ 12 làm được điều đó và cũng là đội làm được điều này nhanh nhất lịch sử với chỉ 119 trận đấu. Man City từ một đội bóng tầm trung tại giải Ngoại hạng Anh đã vươn lên trở thành một trong những thế lực mạnh mẽ nhất châu Âu hiện nay. Hay nói đúng hơn, Man City là đội bóng mạnh nhất thế giới ở thời điểm hiện tại. Những đồng tiền từ các tỷ phú Trung Đông đi kèm với kế hoạch đầu tư bài bản và chính sách hợp lý, Man City đã trở nên lớn mạnh rất nhanh chỉ sau hơn 10 năm. Họ đang sở hữu trong tay một vị huấn luyện viên giỏi, những cầu thủ xuất sắc cũng như bộ máy lãnh đạo làm việc đầy tâm huyết. Trước năm 2010, khi nhắc đến Manchester, người ta chỉ nhớ đến Manchester United và chẳng nhớ đến một Manchester City, dù họ mới là đội bóng chính thức của thành phố Manchester. Những vinh quang chói lọi của thế kỷ trước chỉ thuộc về gã hàng xóm màu đỏ Man City sau đó cả thế kỷ đứng sau Man City sau cả thế kỷ đứng đằng sau cái bóng của Manchester United đã vươn lên thoát khỏi cái bóng của người hàng xóm và trở thành thế lực mới vô cùng mạnh mẽ. Từ khái niệm Big Four, nó đã vươn lên thành Big Six với sự gia nhập của Man City. Kể từ năm 2013, nói đúng hơn là sau khi huấn luyện viên Sir Alex Ferguson giải nghệ, Man United đã đi xuống một cách thấy rõ. Tận dụng điều đó, Man City đã thay thế người hàng xóm để trở thành đội bóng đi đầu ở Manchester, từ việc mang danh hiệu về với thành phố cũng như các công tác đào tạo trẻ. Trước đó người ta chỉ nhớ tới Manchester là màu đỏ, còn bây giờ họ lại nhớ đến màu xanh nhiều hơn. Trận thắng 3-0 trước chính đối thủ trong trận derby Manchester càng củng cố thêm điều đó. Nói Man City mạnh nhờ đồng tiền Trung Đông thì đúng, nhưng nó chưa đủ bởi các ông chủ của đội bóng có chiến lược cũng cũng như tầm nhìn phát triển dài hạn. Thành quả đến với họ cũng chỉ là điều sớm hay muộn mà thôi. Dù cho không còn cơ hội ăn 4 trong mùa giải này khi bị loại khỏi Carabao Cup, nhưng Man City vẫn còn nguyên cơ hội để giành được cú ăn 3 tiếp theo khi mà ở tất cả giải đấu họ tham dự như Premier League, FA Cup và Champions League, Man City đều được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Mặc dù mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu và còn quá sớm để nói bất cứ điều gì, nhưng cứ duy trì phong độ như hiện tại thì đoàn quân huấn luyện viên Pep Guardiola đủ khả năng để làm điều đó. Không chỉ vậy, rất nhiều kỷ lục đang tồn tại ở giải quốc nội cũng như trời Âu đang chờ đợi Man City chinh phục.